Cô Phan Thị Nga, Nguyễn Văn Thiện, Nam Văn Vân và tội làm nhục người khác. Đây là áp dụng nghe khoản 2 điều 155, điều 17, điều 58, điểm B, nhé, khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 33 của luật hình sự, điều 329 của luật hình sự. Điều 3, Nguyễn Văn Thiện, 12 năm tù, đang tù chính thức này bắt tạm giam 19 tháng 8 năm 2015. Quyết định tạm giam cả 4 năm này. Thank you.